Thưa quý vị, trong tiến trình đổi mới công tác dân nguyện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bắt đầu từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp sẽ được thảo luận trực tiếp tại nghị trường. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần nỗ lực đổi mới, trách nhiệm vì dân của Quốc hội được thể hiện rõ nét qua việc tôn trọng ý kiến của cử tri cũng như quan tâm kết quả giải quyết. Đây cũng chính là chìa khóa mở lòng dân gần gũi nhất. Chiều ngày 26 tháng 5, lần đầu tiên báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp Quốc hội đã được thảo luận trực tiếp tại nghị trường. Theo dõi toàn bộ phiên thảo luận, những cử tri này rất vui mừng và đánh giá rất cao tiến trình đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội. Kỳ họp Quốc hội khóa này thì cái việc mà đưa ra công khai thảo luận, báo cáo cái quá trình giải quyết các kiến nghị của người dân như thế này thì các vấn đề mà người ta đưa ra đều được đề cập đến, thì tôi cho đấy là một cái điều rất hay. Nhân dân rất kỳ vọng vào các vị đại biểu làm sao nắm bắt được thông tin, truyền tải thông tin và giải quyết được kịp thời những kiến nghị của dân. Cho nên việc đưa ra các chương trình thảo luận như này chúng tôi thấy là rất cần thiết. Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng việc báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp Quốc hội đã được thảo luận trực tiếp tại nghị trường là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chứng tỏ hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai và minh bạch hơn. Việc lần đầu tiên để đưa ra Quốc hội bàn và cũng được truyền hình trực tiếp, tôi nghĩ rằng cái này cử tri ở các địa phương rất là mong chờ để qua đây có thể nhìn thấy, đánh giá được cái vai trò hoạt động của Quốc hội trong cái việc mà giám sát rồi đôn đốc các cái cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri. Lâu nay chúng ta cũng có rất là nhiều đổi mới trong cái việc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, nhưng mà việc tổ chức thảo luận tại kỳ họp hôm nay tôi cho rằng đấy là một cái điểm mới mà rất là hay, rất là cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại nghị trường và được truyền hình Quốc hội Việt Nam tường thuật trực tiếp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các cơ quan có liên quan cần nghiêm túc xử lý kiến nghị của cử tri. Quá trình giám sát phải được coi là trọng tâm hoạt động của Quốc hội. Và từ cái quá trình giám sát ấy thì nó sẽ thúc đẩy cái việc làm thực chất hơn. Có thể nói rằng cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của việc đưa ra đấy, để Quốc hội trực tiếp giám sát, thảo luận cái báo cáo, thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, có thể nói rằng là có tầm quan trọng đặc biệt. Pháp luật đã quy định rất rõ việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thế nhưng trên thực tế có trường hợp giám sát rồi bỏ quên. Việc Quốc hội lần đầu tiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nghị trường đã thu hút sự quan tâm, tạo sự tin tưởng của đông đảo cử tri cả nước.